theo quy định của luật phòng chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2020, mọi đối tượng khi sử dụng rượu, bia không được phép lái xe, kể cả xe đạp, nếu sử dụng sẽ bị phạt. Trường hợp 1, uống rượu, bia không được khiển xe mà dắt bộ từ quán nhậu về nhà, không bị xử phạt. Theo quy định của luật giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chỉ xử phạt nồng độ cồn đối với người đang điều khiển phương tiện. Trường hợp 2, uống rượu bia, điều khiển phương tiện giao thông, gặp cảnh sát giao thông, xuống xe dắt bộ để đối phó, có khả năng bị xử phạt. Nếu cảnh sát giao thông có căn cứ chứng minh rằng trước đó người uống rượu bia điều khiển xe, camera ghi hình trước đó người uống rượu bia điều khiển xe tới gần chốt của cảnh sát giao thông mới xuống dắt xe, cảnh sát giao thông kiểm tra đo nồng độ cồn, xử phạt vi phạm là đúng quy định.